Ôi. Úi dồi ôi. Thơm quá chị ạ. Thuốc ngâm chân đợt này à, thơm hẳn luôn nhá. Nước vừa rồi, con ngâm cùng mẹ đi. Vâng ạ. Ôi, con. Úi dồi ôi, sao nghe cái tiếng con nó ngọt ngào thế, sướng hết cả tai luôn ấy. Chị lườm em cái gì? Ngượng thì cứ bảo là ngượng, chả phải lườm. Ngâm đi. Thật ra mẹ thấy căn nhà này vẫn rộng. Mẹ muốn bày trí thêm hay thế nào ạ? Mẹ nghĩ vẫn còn đủ chỗ để có thêm một đứa trẻ. Mẹ muốn nhận nuôi anh Chi. Thật ạ? Nếu con muốn hỏi lý do thì năm nay anh Chi cũng 12 tuổi. Mẹ không muốn có thêm một cô bé cô đơn vào lúc 12 tuổi một lần nữa. Những gì mẹ khuyết thiếu với con, mẹ muốn bù đắp, dù là gián tiếp. Giờ cháu thực sự được ở đây với hai bà và cô ạ? À? Đúng rồi, đây là nhà của mình. Bà ơi, bà Lan và Tuyết ơi. Ôi. Cháu chào hai bà. Bà đỡ ba lô cho nào. Ừ. Mừng cháu đã về nhà. Cô Hà ơi, bây giờ em bé bằng nào rồi ạ? Em bé bây giờ á, chắc phải bằng cái chai nhỏ rồi. Thế mình nói chuyện thế này, em bé có nghe được không ạ? Có chứ. Em bé bây giờ nghe được âm thanh bên ngoài bụng mẹ rồi. Vậy con đọc chuyện cho em nghe thì có được không ạ? Rất được. Giọng của chị Chi hay như thế, chắc chắn là em bé rất thích. Ui, em bé vừa đạp này cô. Đấy, chắc là em bé chào chị Chi đấy. Chị Chi chờ em bé nhá. Thế để chị Chi lấy chuyện đọc cho em nghe nhá.